Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người nó sẽ có hai phần, một phần là với ban nhạc rồi một phần là sẽ hát những bài nhạc trẻ gửi đến tất cả các bạn. Và hồi đó rất là vui nữa khi mà có một điều như thế này, khi mà mình hát nhạc xưa thì không những các cô chú ông bà đi nghe mà còn có các bạn, và các bạn còn yêu cầu những bài hát nhạc xưa nhạc vàng nữa. Và thay vào đó là các bạn còn thuộc rất là nhiều bài hát, và đôi khi Lâm được hát chỉnh một xíu thì các bạn có thể chỉnh sửa cho Lâm nữa. Và cái điều đó thì là một cái điều rất là vui. Và một cái điều nữa là khi mà Lâm hát nhạc trẻ thì có các cô chú cũng hát theo. Yeah. Cảm ơn rất là nhiều vì đã ủng hộ con cũng dòng nhạc trẻ cũng như là nhạc xưa hay là nhạc nhảy gì đó. Rất là vui khi mà được nhìn thấy quý vị ủng hộ như thế này, và xem như là một đại gia đình vậy, rất là hạnh phúc. Và tiếp theo sẽ là một bài hát rất là ý nghĩa nữa mà hoài luôn muốn gửi đến quý vị, bài hát của con tim làm cha xưa quý vị. Làm cha thật khó, làm cha nhìn cha ngày càng
quý vị rất nhiều. Khi mà nghe quý vị hát lúc đầu thì ở trên đây cảm thấy rất là đã, rất là sướng không ạ? Và rất là hạnh phúc nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo có lẽ là một bài hát con nghe nha.
tìm chàng ca sĩ Hoài Lâm. Nếu ai thấy chàng ca sĩ FC của tôi ở đâu thì làm ơn chỉ giúp FC tôi với. Lâm ơi, tìm em lâu quá nên FC chỉ đang tìm lung tung đó em. Hôm nay xuất hiện rồi thì hát cho FC chỉ nghe bài Vũ Án Bản Lu này với nhé. Em chị thương fan lắm, chắc em không từ chối hả? Hãy phòng vui em. Còn chưa cho là yêu cầu Vũ Án Bản Lu là giọng cổ luôn á hả? Một tí nữa nha, một tí nữa sẽ hát giọng cổ. Một tí nữa hát những cái bài nhạc nhạc xưa mùi mùi đó rồi vuốt câu giọng cổ rồi xong ngủ luôn. Lâm Nghiêm hãy phòng đón Lâm bằng tấm chân tình. Lâm hát bài chân tình tặng FC Hải Phòng nhé. Có lời luôn. Rồi, ưu tiên cho Hải Phòng luôn được không ạ?
Cũng lá thư từ fan già Hà Nội lâu ơi, ngày fan già lắm ao ước được một lần về biển Pháp cùng em, dưới bóng dừa cùng nhau cắn cà lem trong những ngày mặt trời. Thank you.
Mẹ mang con chim tha ngô thay chim bồ chờ của cháu
quần áo. Chiều trăng nó ướt thì đầm đầm cho ướt thời, mẹ chiều cho đành tắm.
các cô và các chị em xem ngoài lâu tay đến tuổi luôn đồng hành cùng con, đặc biệt là những nơi con diễn lần đầu tiên. Thiện Tông, con nhé, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn các cô. Cái món quà này nữa rồi sẽ là quý vị nha. Chào đầu yêu, nghe nói hai cọng trắng tinh mơ của Lâm đã trẻ ngọn, vậy hôm nay Lâm có thể share ra cho mọi người thấy được.
Oh,
từ đầu chương trình giờ mặc bộ đen thui nhỉ. Bây giờ mặc bộ sáng màu đi, màu xanh nhé. Em có đồng ý không? Rồi, xin mời Lân vào trong trở về tinh thần ra chiến đấu tiếp. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Nhất Trung và phòng trà Tulip cũng rất là vui khi được chào mừng một biết được cả số đo cả quần mua chuẩn hết vừa đúng không ạ? Mặc dù không thấy được nhưng quý vị thấy sao ạ? Mặc cái áo thun thì hơi kỳ đúng không ạ? Cũng là cảm ơn rất là nhiều, một lần rất là đẹp rồi. Bây giờ mời ban nhạc lên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị Hải Phòng chào Lâm. Chị đã nghe rất nhiều bài Lâm hát, nhưng chị có một thắc mắc không hề nhỏ, Lâm phải trả lời nhé. Chị nhớ không nhầm Lâm tuổi con heo khi nghe Lâm hát bài Phận Tơ Tầm. Lâm có biết chị rất khổ tâm và băn khoăn, không biết phải làm thế nào. Thăm heo ăn cơm nằm, chăm ăn cơm đứng dậy. Bây giờ muốn chăm Lâm chỉ nên nằm hay đứng? Trả lời ngay và luôn nhé. Em nghĩ chị nên ngồi. Tối và tối nào chị cũng lên Facebook tìm hình bóng và tin tức của Lâm, rồi cũng luôn buôn chuyện của các bé nhỏ. Lâm ra bây giờ ảo tưởng về tuổi tác của mình nhiều quá. Lâm bây giờ cô bé ngày xưa của Lâm đưa chị trở lại đúng trạng thái và tuổi của mình. Đã 10 năm rồi chị mới được nghe, là không phải lần đầu gặp Lâm. Nhưng đây là lần đầu được coi Lâm diễn. Lâm hát tặng chị bài Không Giờ Rồi để cho chị trở lại thành Việt thêm chứ không lại ảo tưởng của mình là thiên nga. Trước khi trả tự do cho nhau, chị chúc Lâm nhiều thật nhiều sức khỏe. Khi nào Lâm diễn ở đồng giao cho chị nhờ Lâm gửi lời chúc đến tất cả các chị em nhà giàu trong đó. Xin chào và kết thúc xin cảm ơn chị. Không giờ rồi. Thank you.
lên mà hát nhiều quá thì cũng không tốt thì còn lưu luyến nhau rồi chứ đừng để gì đánh mặt hoài lâm rồi bữa đi coi hát quá trời luôn không ơi giờ không đi coi được kiểu mà mình muốn con về hải phòng nó buồn lắm cho nên là không mưa nhưng
mọi người cảm ơn chú Huyền rất là nhiều. Đến đây thì chương trình đã hết rồi. Xin chúc quý vị sống thật là nhiều ngày vui. Mong là hôm nay mãi buồn ha. Nên là tặng quý vị một câu dòng cổ thôi đúng không ạ? Thiếu quá cho hôm nay đâu ạ. Quan ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Em đâu? Nhiều quá vậy. Em có biết là anh và cô đang nhớ em không? Bà cô của bà ơi, có ai thấy cô ca sĩ thuộc quán của tôi ở đâu không? Làm ơn chỉ giùm tôi nhớ. Em ơi tháng ba mưa có cổ thước bên dãy ngân hà chân nữ hồi ngộ mưa lan sau một năm dài xa nhau. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong không thân gì ai người cạnh anh cay giờ anh không thiếu đơn côi biết về đâu khi đường tương lai vẫn buồn tâm. Sân khấu của Tulip và chúng tôi xin mời ban tổ chức các